Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, hôm nay là đến giải đấu rồi đấy anh em đã chuẩn bị thế nào rồi? Anh em đã tìm ra được đội hình chân ái của anh em trong cái buổi ngày hôm nay chưa? Có rất nhiều anh em hỏi tôi đấy. Có rất nhiều anh em mà comment hay là inbox hỏi tôi bởi vì các anh em có tham gia giải đấu. Rất nhiều anh em fan ở trên kênh, đang xem kênh là tham gia cái giải đấu ngày hôm nay. Nhiều lắm. Đấy, anh em hỏi tôi là chơi cái gì thì tôi đã trả lời rồi, nhưng mà tôi xin trả lời lại. Như clip trước là tôi trả lời rồi đấy, tất cả những cái đội hình mà tôi ra clip ấy, anh em đều có thể vào trong cái giải đấu anh em chơi được nhá anh em nhá. Đội hình nào cũng được, cái vấn đề là anh em phải xem cái bộ truyền thuyết ấy. Đấy, cái bộ truyền thuyết, xem là những cái con tướng truyền thuyết, con tướng 5 đô ở trong cái bộ nào. Anh em cứ có hai con tướng 5 đô ở trong cái bộ đấy thì anh em hãy chọn nhá. Như ở trong cái trận đấu này ấy, thì anh em thấy là chúng ta có hai con 5 đô. Đấy chính là con rồng 5 đô và con rớt. Nên là tôi đang có cái ý định là tôi sẽ chơi mết. Có đồ mết nữa anh em ạ. Đấy, 9m 5 rồng vẫn mạnh luôn nếu mà anh em có hai con tướng 5 đô. Ở trong cái trận đấu này còn có những cái con khác, ví dụ như là con Khan nữa. Đấy, nên là cái nếu mà nói là cái bộ 9m 5 rồng ấy và 4 gót ấy thì nó là vô địch rồi. 10 điểm nha anh em nhá. À, còn những cái bộ khác như là bộ có thể là Witcher kẹp với cả 6 Warlock, 4 Witcher 6 Warlock cũng được. Hoặc là bộ Shaman vì có con Squire. Đấy. Đó, chúng ta có thể chơi những cái bộ đấy. Rồi. Lấy lốt đồ nha anh em nhé. Thực sự là khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng truyền thuyết ấy thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta biết được là chúng ta phải chơi gì. Nhưng mà có một cái là như này, là anh em biết được ấy, thì người khác cũng biết được. Thế nên thường là chúng ta sẽ phải cân nhắc một chút về cái việc chọn đội hình ở giữa game, để làm nào để chúng ta có thể counter được đa phần đối thủ. Cái đấy thì tôi nói rất là nhiều rồi ở trong những cái clip của tôi rồi, và tôi cũng đã thể hiện rất rõ, tôi đã phân tích rất rõ những cái quan điểm khi mà chúng ta chọn bài. Đấy, anh em có thể tham khảo. Các anh em mà xem clip từ đầu đến cuối thì anh em sẽ hiểu được cái cách vận hành, cái cách xây dựng đội hình. Đấy, còn các anh em nào mà tua ấy, đến cái giai đoạn cuối cùng ấy, anh em xem theo cái kiểu là ăn sổi mà học theo cái kiểu học mod ấy, thì rất khó để có thể là biết được nhá anh em nhá. Đấy, rất khó để có thể biết được cái cách xây dựng đội hình và cái cách lựa chọn đội hình. Và tôi thấy là đa số là như thế đấy anh em ạ, ở trên kênh của tôi. Là anh em khi mà anh em xem, anh em biết cái cách xây dựng và vận hành thì anh em đã hơn người khác một bậc rồi. Anh em vào giải anh em đã yên tâm anh em hơn người khác rồi. Nhá, nên anh em cứ tự tin. Với các anh em mà có theo dõi cái quá trình mà xây dựng thì anh em sẽ hiểu được ra cách xây dựng nó hợp lý nhất. Nên là anh em cứ yên tâm là anh em xem cái clip của tôi thì anh em chắc chắn anh em sẽ ít nhất là qua vòng loại. Qua vòng loại của giải. Khẳng định với anh em luôn, ít nhất là bằng chủ kênh. Nha anh em nhá. Rồi, đấy là cái thứ nhất. Đấy, tôi xin chia sẻ cách mà chúng ta lựa chọn cái đội hình. Lựa chọn là theo cái việc là counter đa số cái thành phần ở trong game là một này. Thứ hai là dựa vào truyền thuyết. Đấy, chọn những cái đội hình 10 điểm ở trong truyền thuyết nha anh em nhá. Rồi, cái thứ hai là chúng ta có thể chọn, lựa chọn những cái đội hình meta ở thời điểm hiện tại. Thì tôi cũng có một vài cái đội hình mà tôi chia sẻ với anh em, nó đội hình meta đấy, nhưng mà meta nó cũng chỉ meta phần nào thôi. Chứ còn nói thật với anh em là meta ấy là nó meta trong rank, còn vào giải thì nó không có meta đâu anh em ạ. Vào giải thì thực sự là nó cái game nó cân bằng mà, nên là nó không có cái meta ở trong giải anh em nhá. Vào giải thì nó meta, nó phụ thuộc vào meta ít lắm anh em ạ. Đấy, anh em vào rank anh em có thể thấy là cái bộ Witcher rồi nó đang là meta đấy. Witcher này rồi Feather kẹp với cả Shadow Crawler đúng không? Đó là meta, nhưng mà vào giải thì cái bọn đấy nó không phải meta đâu anh em ạ. Nhiều khi vào giải tranh nhau sùng hố. Đấy, tôi cũng cảnh báo trước với anh em. Tuy nhiên là anh em, nếu mà anh em được cái sự hậu thuẫn đến từ nhà phát hành. Khi mà anh em vào em tự nhiên anh em ra phát Shadow Crawler 2 sao thì em hãy chơi 9 Feather nha anh em nhá. 9 Feather fake kẹp với cả Shadow để anh em lấy cái lợi thế. Vào giải thì anh em đừng ngại anh em ạ. Nó cho thì chơi. Ngại là dở rồi anh em ạ.
mình không mất cái công để tranh bài người khác, mà mình được cho thì tội gì mà mình không chơi, đúng không? Và mình phải tranh cơ, tức là mình phải là mình cố tình mình chơi cái bộ đấy mà nó không ra ấy, xong mình lại phải tranh mình roll với người khác cơ thì nó khó. Chứ còn mình được cho rồi thì vô tư đi anh em. Đấy, cứ thế mà chơi thôi, bởi vì nó là meta nha anh em nhá. Đấy, nên xin chia sẻ cho anh em hai cái đội hình meta mà vẫn đang rất hot ở đây. Đó chính là Feather kẹp với Shadow. Chơi ở trong bộ 9 Feather Fact và cái bộ Witcher. Đấy. Witcher thì không phải nói rồi, chắc là 8 ông thì có 4 ông chơi. Đấy, 4 ông tranh nhau ở trong rank. Nhưng mà đấy là rank thôi anh em ạ. Vào giải anh em sẽ thấy nó có cái sự khác biệt. Nhất là trong những cái vòng sâu. Anh em vào những cái vòng sâu nó sẽ có cái sự khác biệt rất lớn. Cái trận này tôi ôm, nói chung là tôi hơi nhiều. Kể ra mà bây giờ mà chốt được chơi cái gì thì tôi cũng bán bớt đi đấy. Nhưng mà chưa chốt được anh em ạ. Bao giờ tôi phải chốt được tôi mới dám bỏ bài ra cơ. Bây giờ chưa chốt được, chưa bán được. Hay quá nhờ. Round này cứ tưởng thua, cứ tưởng mất chuối vẫn ăn được này. Được. Chưa biết chơi gì. Liệu rằng có phải 5 rồng mét không đây? 5 rồng 9 mét. Bây giờ chưa ra ăn mét nào. Ra này chắc tôi up 6 luôn. Đang có lợi thế là chuỗi thắng đấy anh em ạ. Sắp đánh đến chuỗi thắng rồi. Streak đang cộng 1 rồi. Thôi mua con này đi. Bỏ Goblin anh em ạ. Để tôi có thể mua con này. Nếu mà thắng mua thêm con thị vệ nữa, khả năng là chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta là gì? Saman. Chưa chắc đã là 5 rồng đâu. Bài này không thấy ra, không thấy tin tưởng lắm. Chơi Saman thì nó dễ hơn anh em ạ, nó dễ chơi hơn. Trận này 6 Saman thì khả năng là không được. Và 4 Saman thì được, 4 Saman thì vẫn chơi được. Lại thua này. À không bạn ơi, ui tuyệt vời luôn. Chơi 4 Saman cũng được anh em ạ. Đây rồi. Hợp lý. Đấy, cái cơ sở đánh chuỗi thắng cái này. Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi rất hay là tôi ôm full bàn cờ ở phía dưới luôn. Anh em thấy bàn cờ tôi lúc nào cái hàng chờ nó cũng full. Được chưa? Như này ổn chưa? Tôi vẫn sẽ ôm Saman một chút anh em nhá. Rồng với Saman thì bây giờ chưa biết chơi gì. Thực ra chúng ta lựa chọn những cái con đường mà chúng ta có thể đá qua nhiều nhánh được ấy. Chúng ta rẽ được các cái nhánh khác nhau, dễ dàng có thể là chuyển bài linh hoạt ở giai đoạn giữa trận đấu. Chúng ta có thể chuyển sang những cái đội hình mà chúng ta có thể linh hoạt được. Thằng này khỏe quá anh em ạ, khả năng cao thua. Ơ không bạn ơi. Ra con du xoay hay sao mà tôi vẫn ăn được này. Được. Đấy cái cơ sở đánh chữ thắng đấy anh em ạ. Có chuỗi lên nơi rồi này. Saman rồi. Ui rồi vừa ra Saman vừa ra rồng anh em ạ. Chả biết là chọn cái con đường nào. Thôi Saman vẫn chân ái hơn. Saman là chân ái anh em nhá. Rồng thì nó phải ra mết cơ anh em ạ. Rồi. Một con Saman nữa thôi. Round này chúng ta ra thêm được cái con Evil Clay, chúng ta có thể pick vào luôn. Evil Clay. Tận dụng Sivet giai đoạn đầu game anh em nhé. Hai con Evil Clay thôi, chấp nhận là thọt tiền để chúng ta có thể là lấy được cái bộ Sivet đánh ở level 7 kèm hai Evil Clay. Nhưng mà như thế chúng ta sẽ phải giữa cái lựa chọn là chúng ta không có mech ở giai đoạn giữa nha anh em nhá. Chúng ta sẽ không có những công nghệ mech nữa. Ok.
Sama này. Roll cái nào. Được. Vậy lên 2 sao à. Thế chắc là chúng ta sẽ phải bán cái bọn mech này rồi anh em ạ. Không lên được 2 sao giải tán thôi anh em. Nó sẽ là như này này. Đấy. Tận dụng cái bộ Sivet. Tôi chốt đồ sớm thôi. Tí nữa chúng ta xác định là chúng ta chơi mết. Đấy. Chốt đồ sớm. Cứ truyền thuyết. Truyền thuyết 5 đô và phang. Đấy. Truyền thuyết mạnh thì chúng ta sẽ chọn những cái đội hình mạnh ở trong cái bộ truyền thuyết. Được đấy. Úi dồi ôi. Thế này thì Saman rồi anh em ơi. Thiếu một con đúng không? Tư tế. Thiếu hơn tư tế. Không sao. Như này là đủ có chuỗi rồi. Mà sao vẫn chưa có chuỗi nhỉ? sắp rồi, yên tâm. Tôi nghĩ là lốt round này là chúng ta có chuỗi cộng 5 thôi anh em ạ. Bốn đỏ này. Có phải không? À không, thằng này chưa đủ bốn đỏ. Vẫn ăn được. Tưởng bốn đỏ thì còn hơi sợ. Bốn đỏ Swordman nó có đủ thời gian nó xoay để nó tiêu diệt mấy con này. Rồi có chuỗi rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Hay quá nhở. Nhưng mà vẫn chưa ra bất cứ một cái con nào thuộc hệ mết anh em ạ. Đen nhở. Chưa một con mết nào ra luôn. Nếu mà tôi có mấy cái con công nghệ mech sớm ấy mà nó lên được 2 sao là khả năng là tôi có cái free mech là tôi có thể lấy công nghệ tôi roll được rồi đấy. Nó chưa có. Chúng ta không có công nghệ mech chúng ta roll nên là bây giờ chúng ta mới khổ như này. Đánh gọi là chờ thời. Ui thằng này to này. Ăn nổi không? Fallen Witcher 2 sao cơ. Vẫn ăn được cơ. Mạnh thật sự. Mạnh ở cái chỗ là chúng ta có cái con cây ấy, nó gọi đệ ra. Thế là chúng ta có rất nhiều cái con nó tăng cơ cho. Để cho mấy con mèo nó gây đam. Bây giờ cái chuỗi cộng 6 mà tôi nghĩ là cái chuỗi này của tôi nó sẽ kéo dài đến tao 20 đi. Hy vọng là như thế. À quên mất, vừa nãy tôi có chia sẻ anh em đến cái giải đấu ấy thì có một cái đội hình mà tôi khuyên anh em là anh em không lên chơi, đấy chính là 9 Warrior anh em nhá. 9 Warrior anh em không nên động vào. Cái bộ đấy là cái bộ mà đang khá là yếu đấy. Nó thua, thậm chí nó thua cả những cái bộ mà ngày trước nó là counter thì bây giờ nó thua. Ví dụ như là cái bộ beat là một cái ví dụ điển hình nha anh em nhá. Bây giờ mà Warrior gặp beat ý là còn bị đẩy nhiều cơ. Bị đẩy nhiều lắm anh em ạ. Chỉ cần kẹp beat kẹp với cả hai Warlock thôi. Thì đương nhiên là kẹp hai Warlock là nó là cái điều đương nhiên rồi. Đấy, nó chính là cái vị trí của con Witch Doctor đấy. Lên 8 là có thể hai Warlock kẹp với cả hai Glacier và kẹp với cả 6 beat. Thì cái bộ đấy nó đấm ngon 9 Warrior. Đánh ở 8 là ăn được ở 9 luôn đấy. Nên là anh em phải cân nhắc nhá. Vậy rồi già rồi anh em ạ. Chúng ta có già, chúng ta có 3 mét ở đây rồi. Ok. Cho vào kiếm tí human đã. Rồi. Tương đối mạnh đấy. Xuân đồ cho già thôi, để già nó có thể phọt trưởng sớm được.
Bây giờ chỉ cần một con tư tế thôi yên tâm luôn đến rank 20 anh em ạ. Còn bây giờ thì vẫn nói chung là cũng làm ăn làm thua thôi, cũng chưa biết ở đâu. Đội hình này cũng không phải là quá mạnh. Ra cái búa sét. Ok. Búa sét ở chơi đó. Ghép búa sét cho Flame đánh chữ thắng. Rồi, chúng ta áp cấp lên cấp 8 thôi. Bán cây đi xong rồi cho hai con Evil Clive vào anh em nhé. Tận dụng cái bộ Sivet đánh chữ thắng. Thực ra cái bây giờ cái bộ Shaman ấy nó cũng không mạnh lắm đâu anh em ạ. Nhưng mà trận đấu mà có 6 Shaman thì anh em mới lên chơi. Còn 4 Shaman như trận đấu này ấy, thì nó cũng không mạnh lắm. Đấy. Bởi làm sao? Bởi bây giờ 4 Shaman ấy nó hết 20 giây là bọn Shaman nó biến mất. Nên là trong cái khoảng 20 giây mà không tiêu diệt đối thủ là bị chết ngược ấy. Trận này tôi vẫn có thể chơi 6 Shaman bằng cái việc là chúng ta kích Wizard nha anh em nhá. Vẫn có thể chuyển sang 6 Shaman được. Đây rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Ổn rồi đấy. 4 Shaman 3 mét. Mà như này có mạnh không nhỉ? Như này liệu rằng có yếu hơn không? Bởi vì nếu mà chúng ta như này là chúng ta toàn 1 sao. Nhiều khi nó lại sai lầm đấy anh em ạ. Tôi cũng chưa biết được là như này có mạnh hơn không, hay là Sivet mạnh hơn. Được cái là nếu mà như này là chúng ta bán đi, chúng ta có tích được một lượng tiền. Mà nếu chả may mà chúng ta vẫn thắng tiếp ấy, thì chúng ta có một cái chuôi nó cũng dài đấy, với một cái lượng tiền nhiều. Cảm giác không uy tín lắm nhỉ. Được không? Ok ok ok, hóa ngon là ngon. Hóa đẹp là ngon, ăn được rồi. Bây giờ chúng ta có Shaman và chúng ta có cả sách nữa. Trận này chúng ta sẽ phải kích Wizard bằng cái kích 6 Shaman bằng Wizard anh em nhá. Nên tôi sẽ mua luôn. Con Grim này ra mua luôn đó. Nếu mà chúng ta lên 8, chúng ta kẹp con Grim này vào đánh combo với cả Flame Wizard. Nó sẽ có giật sét, quẹt mực giật sét sẽ khá là mạnh ấy. Trước khi chúng ta có một cái gì chúng ta có thể kết hợp như thế cũng được. Vũ Sama này nó 4 Sama đấy là chúng ta sẽ phải có một cái lượng đam để chúng ta dồn chết đối thủ trong vòng 20 giây. Sau 20 giây là những cái con hóa Sama nó sẽ biến mất hết anh em ạ. Đấy, nó biến mất hết là chúng ta lúc đấy chúng ta chỉ chơi con co lại thôi. Dễ ăn đấm lắm. Thắng hay thua thì cũng sau 20 giây là biến mất. Thế là nếu mà có cái sự lựa chọn mà lên được 6 Shaman ấy thì chúng ta nên lên 6 Shaman anh em ạ. 6 Shaman nó sẽ hóa lên dần những con 5 đô. Hết cái khoảng thời gian 20 giây thì nó sẽ không có chết. Ui thằng này già 2 ạ, thằng nào mà mình không ra già. Chết rồi. Ui ôi, già nó quẹt một phát nó già tôi chết cả. May ở trận này ra được 3 con 3 đô đấy anh em ạ. 3 con 3 sao. Trời ơi, 3 con 3 sao nó gánh tôi. Thằng này nó xả hết tiền nó ăn tôi này. Đánh chuỗi thua đấy, định cắt chuối ở đâu này mà không cắt được. Thực ra cái giai đoạn này ấy, cái bộ Shaman nó khá là mạnh anh em ạ. Chúng ta vẫn mới chỉ ở round 19 thôi, tức là nó vẫn trước round 20. Nhưng mà sau round 20 thì phải đề phòng. Trận này cũng sẽ có thằng chơi Shaman. Thằng này chơi gì đấy? Không phải Shaman, Phaser anh em ạ. Phải cứ Phaser kẹp với cả già luôn.
Phaser kẹp già ấy mà roll ra được cái con gì nhỉ, con phong vũ ấy, lên sắp lên được 3 sao rồi. Thằng này có phải chơi chơi Warlock không? Đấy, cái bọn Sama nó rất là gánh nhưng mà giai đoạn này luôn. Nó đẻ ra 4 đô 2 sao với cả mấy cái con 2 đô 1 đô 3 sao á. Nó rất là gánh. Ui, có thằng bay màu rồi này. Sợ thật, ra 19 có thằng bay màu ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Bây giờ tôi chỉ cần ra Squire đúng không? Ra Squire là chúng ta có 6 Saman luôn. 6 Saman. Tức là kẹp 5 con Saman, kẹp 2 con Wizard. Đấy, 5 con Saman kèm 2 con Wizard là đánh ở là level 7 là đã có thể đánh được rồi. Chúng ta lên level 9 chúng ta kẹp được thêm 2 con mết nữa. Cũng được. Tạm thời nó cứ 6 Saman ưu tiên trước, mết ưu tiên sau đây. Nếu mà ra Squire tôi sẽ cho nó vào luôn. Và chúng ta sẽ lên 9 để cho nó dễ ra Squire hơn anh em nhé. Chúng ta up lên 9 luôn. Tôi đẩy lên 9 luôn, xong rồi tôi sẽ hết tiền, tôi roll con giả 2 đây, sắp vàng rồi đấy anh em ạ. Anh em nhìn thấy thế thôi. Cái chuỗi 11 này nó không giữ được lâu đâu. Sau cái round 20 nó khác biệt lắm anh em. Giả ra đi, nếu ra giả 2 là toàn đấy nhá. Bom này, thôi được, tận dụng con bom đã. Cho bom vào. Bây giờ là phải ra con giả 2 trước round 25. Đến cái round 26 mà già không lên được 2 sao thì xác định luôn là top thấp đấy anh em ạ. Đấy là lý do sao mà tôi phải xả tiền gấp. Rồi, vẫn bắt lạt được thằng này, cắt chuỗi luôn này, hay quá. Được quá nhờ. Thêm Storm Saman cũng được. Gấu này cũng được. gấu lên được 2 à? Được, chơi luôn. Chơi luôn. Con gấu này 4 đô. Bỏ con bom ra đi. Bỏ bom này, chả cần đâu. Anh em biết tại sao không cần bom không? Tại vì Saman nó biến ra bom rồi, cần gì bom nữa. Con bom không đồ thì khác gì con Saman biến thành đâu. Nên là chúng ta không cần con đấy anh em nhá. Chúng ta cần những con mà nó ổn hơn, ví dụ như là con gấu ấy chẳng hạn. Nó sẽ giúp tăng phía trên để cho những con Saman nó có đủ thời gian nó biến hình. Đấy. thằng này căng quá nhỉ. Khả năng mất chuỗi không? Thôi xong rồi anh em ơi. Mất không? Không không bạn ơi, vẫn chưa mất chuỗi cơ. Đẩy chết thằng này luôn không? 18 máu. Đấy, ui rồi thằng này may nhá. Sau 20 giây là cái bọn Saman nó biến mất hết anh em ạ. Đấy, nó rất may là cái bọn Saman nó vừa chết luôn đấy. Không là 11 máu kia là bay rồi. Đen nhỉ, vẫn chưa ra già 2. May là cái bọn Saman nó gánh tồi đấy. Đấy, cái bộ này nó hay cái chỗ là cò chúng ta chưa lên được 2 sao nhưng mà cái line up nó vẫn có thể gánh được. Đó chính là cái hay của cái bộ này. Và những cái bộ mà nó dễ chơi nhất là những cái bộ nó như kiểu dạng như này này. Là chúng ta không cần co ấy. Những cái bộ đấy là những cái bộ mà dễ chơi và những cái bộ mà an toàn. Ok. Gặp beat được thua không? Beat thì làm sao mà ăn được mết Saman. Đương nhiên là vẫn ăn được. Ổn đấy anh em ạ. Ổn đấy. Ui, ra lên được 2 sao luôn. Một phát ra 2 con già luôn. Thôi xong rồi anh em ơi. Trận đấu này nó chính thức là thuộc về tôi. Anh em ạ. Trận này nó đúng nó gọi là cái gì. Đấy, chúng ta quay trở lại câu nói chân mệnh thiên tử anh em ạ. Long mạch thì lại được gác ở dưới gối đầu giường. Chính thức là chúng ta vào top. Top 1 hay không thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là vào top rồi đấy. Già lên được 2 sao chắc chắn là vào top rồi. Bộ này nó thế đấy anh em ạ. Bộ này chúng ta sẽ phải khô máu ở level 9 để chúng ta kiếm được con già 2.
Và khi chúng ta kiếm được cái con dài 2 rồi thì chắc chắn là không có thể là trượt được top 3. Top 3 nhá. Đấy, còn top 1, top 2 thì chưa biết. Cái đấy còn phải xem là đối thủ như nào đã. Thằng này đen này, thằng này đen. Tù mãi cái con gấu assassin nó vẫn không lên được 2 sao. Rồi, thế thì tôi sẽ đẩy nó. Xong. Căng luôn. Đẩy phát 24 máu, một round nữa gặp lại là chết. Chơi Saman này nó có một cái hay nữa đấy, chính là cái tốc độ trận đấu ấy, nó rất nhanh. Anh em thấy là bây giờ là round 25 mà khi mà tôi đã đủ Saman thì tôi đẩy mỗi nhà đi rơi vào đôi tầm khoảng 20 máu. Bây giờ nó hấp hối hết rồi anh em ạ. Tầm này chúng ta có thể tự tin chúng ta lên 10 được rồi đấy anh em. Đội hình nó chỉ cần thế thôi mà, già lên được 2 là lên được 10. Đấy. Già mà chưa lên được 2 thì lại phải sống sót ở 9 để chúng ta roll. Thậm chí là phải khô máu nếu mà sau round 26 ấy mà không ra được già là sẽ phải roll hết tiền đấy để mà ra được con già 2 đấy. Và nó sẽ không có đủ đam đâu anh em ạ. Nhất là chơi 4 Saman. Chơi 4 Saman này là sau 20 giây là Saman sẽ chết hết. Nên là cái việc mà cần cái lượng đam để đủ để tiêu diệt đối thủ nó rất là quan trọng. Ok. Úi ôi, Storm Saman lên được 2 sao luôn này. Thôi nhá. Thế là chúng ta có thể lên được 10 đấy, yên tâm lên được 10 rồi. Đồ không có gì nên là tôi random thôi. Chân bệnh thiên tử mà đúng quả chân bệnh thiên tử luôn, tức là đồ mà dù không ra random cái ra luôn. Đúng cái chấn phái gậy bão luôn. Trời ơi, xong rồi anh em ơi. Dự round 30 là hết trận đấu. Đối thủ hấp hối lắm rồi, thở oxy hết rồi anh em ạ. Tất nhiên là cũng có 5 rồng 6 mét đã form rồi đấy, nhưng mà 5 rồng 6 mét có ăn được cái bộ này không? 5 rồng 6 mét. Còn 9 warrior này tôi nghĩ là úi rồi dồn đồ cho cả con du xoay. Thế thì thôi, xong rồi. Nhẹ nhàng tình cảm chuyện này. 9 warrior thì khả năng cao là gặp tôi thì sẽ bay màu luôn. Gặp 9 warrior luôn ạ, vãi đái. Thế thôi, bay màu luôn rồi. Cái ông này còn ôm 50 tiền ở level 10 cơ anh em ạ. Vãi đái. 27 máu, đi luôn không? Du thì nó chỉ có xoay, đứng ở cái cọc nó xoay thôi. Counter với con du này vào một cái cọc nó là quá dễ lắm mà không có blink. 27 máu, đi luôn. Có 50 tiền, 27 máu đi luôn ạ. Quá đen. Chắc là cũng bực tôi lắm đấy. Quả vừa rồi chắc là cũng chửi đấy, nhưng mà chửi thầm thôi. Quá đáng sợ luôn. Đối thủ phải lán lại một lúc, bởi vì không biết là tại sao bay màu luôn ở cái round vừa rồi. Cảm giác còn 27 máu vẫn có thể trụ được một round nữa, thế là yên tâm luôn. Cầm cái 50 tiền xong cuối cùng là bay màu top 7 ạ. Cay thật sự. Anh em nghĩ là có bọn này có trụ nổi đến round 30 không? Chứ tôi thấy là 27 hấp hối lắm rồi anh em ạ. Còn 11 máu đấy kia thì khả năng round này bay màu hai thằng ấy chứ. Hai thằng bay màu là ít. Tốc độ trận đấu nhanh kinh khủng luôn. 29 thì vẫn lên 10 nhá, đúng sách giáo khoa anh em ạ. Ấy là thằng này to, thằng này to anh em ơi. Nhưng mà vẫn đẩy chết ạ. Thề dã man thật sự. Cái bộ 9 assassin cũng mạnh đấy nhá. 9 assassin bắp hơi nhiều ấy. Thế mà rồi cuối cùng là gặp Saman nó vẫn đẩy chết được luôn. Úi giời, đổ chấn phái rồi thì các kiểu. Bây giờ lại ra cả chống hồi máu này. Toàn đồ đánh tay này. Được quá nhở. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Cái món đồ còn lại tôi nghĩ là tôi chưa lấy đâu. Để ghép sau này. Bây giờ bọn kia nó sắp chết rồi. Nó vứt đồ sang đây xong rồi. Lấy cái món gì đấy cho nó tròn đồ. Ghép cho nó chặn đồ anh em ạ. Tầm này khỏe quá rồi. Vớ vẩn 97 máu đấy hết game. Thằng này liệu ăn được không? Ra được cái con 3 sao à? Phong vũ 3 sao. Phong vũ 3 sao có cọc.
cọc để counter phong vũ. Thế mà nó sồ được hàng sau kìa. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, thật chết rồi. Saman chết mẹ hết rồi, thôi xong rồi, khỏe thế. Cắt được chuỗi luôn mà. Nó còn đang có chuỗi thắng kìa. Ây da, căng đấy. Nào 29 đúng không, lên 10. Lên 10 kẹp thêm một con tư tế à, tư tế 1 sao. Hay là thôi nhỉ. Đằng nào cái round này chúng ta mất chuỗi rồi, chả phải vội. Anh em ạ. Mất bố hồ chuỗi còn đâu. Vội gì. Thôi cứ để round sau, lên từ từ lên 10 thôi. Round 30 lên 10 cũng được. 31 lên 10 cũng được anh em ạ. 31. 32, 32, 32, nhầm. 32 lên 10. 30, 31, 32. 31 lên 10. Đính chính lại một lần cuối cùng, 31. Sorry anh em. 31 lên 10 hợp lý. 31 lên 10. 5 rồng này, 5 rồng 9m à. Ơ, con già tôi đâu à? Con già tôi chết luôn á. Ui, vãi đái. Thật. 5 rồng nó mạnh đến cái cỡ như thế sao? Ơ, già 1 rớt 1 nó sao mạnh thế nhở? Con rồng, con già của tôi đâu anh em? Anh em có nhìn thấy quả vừa rồi không? Con già của tôi mất hình luôn này. Ơ, điêu ấy nhở? Ô, già của tôi đâu rồi? Tôi chắc cái đoạn đấy tôi sẽ phải xem lại. Hết clip tôi sẽ phải xem lại xem. Ui, điêu thật sự ấy. Cuối cùng là cái bọn nó lại khỏe lên, xong bọn nó lại sống sót đến round 30 chứ. Tôi cứ nghĩ là cái round 29 là kết thúc trận đấu rồi. Ai ngờ đối thủ nó lại mạnh lên. Không ngờ ấy, bất ngờ phết. Vậy là cái thằng Lâm Rồng đấy khả năng nó sẽ đấm cái thằng Phe Giờ đi đấy. Thằng Phe Giờ mà nó gặp Lâm Rồng thì nó sẽ chết. Anh em ạ. Trận này tôi sẽ kiếm thêm cái con Medusa vào. Tôi kẹp cá ở level 10. Sẽ vứt Saman đi thôi. Vứt một con Saman đi kích của Wizard anh em ạ. Trận này đánh 4 Saman thôi. Kẹp cá vào để counter nhà mết. Mết game mà tôi nghĩ là Lâm Rồng nó sẽ vô địch đấy. Cái bộ Lâm Rồng nó mạnh thật sự luôn. Lâm Rồng mết. Cái bộ đấy nó được bắp cho cái bọn mết ấy. Nó bắn trưởng nó rất là sớm. Nó tung trưởng rất sớm anh em ạ. Đây rồi, huyết trượng này. Rồi, 31 là lên được. Chúng ta sẽ lên 10 tạng, người ta vứt thêm một con Saman vào đã. Đây rồi, hay. Kiếm con Medusa nữa anh em nhé. Đây rồi. Không, không, con này không mua nhá, con này không mua. Bán đấy, mua con rồng. Kẹp con Laga rồi anh em ạ. Trận này không kiếm được Squire, cay nhỉ. Squire zone toàn roll ở level 10 cái này mà không ra luôn. Ủa. Thôi, 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 Saman để thôi anh em. Trận này tôi sẽ tí nữa kẹp cáo thôi anh em ạ. Tôi sẽ vứt bớt một con Saman đi. Tôi chỉ đủ thêm một con Saman nữa thôi. Vì thiếu một slot mà. Nên là tôi cố gắng kiếm con tư tế. Con tư tế kẹp vào nữa là xong. Beat thì đương nhiên là không ăn được rồi. Beat thì thua. Kẹp thêm một con tư tế hay sao nữa anh em ạ. Vậy là solo với 5 rồng. 5 rồng 9m. Thôi kẹp cá thôi. Vứt cọc đi. Không cần cọc nữa. Rồi, chúng ta sẽ roll để chúng ta kiếm cái con tư tế nữa anh em nhé. Một con tư tế 2 sao nữa. Medusa này. Thôi, không cần con này. Chả cần mấy cái con 5 đô đâu. 5 đô bọn Saman nó biến ra mà. Đây rồi. Ok, vậy kẹp với cả 4 cá nha anh em nhé. Kẹp 4 cá đi. Được chưa? Ổn chưa? Đấy, thừa một slot. Thừa một slot thì tôi kẹp thêm một con tư tế nữa vào là hợp lý. Ok rồi anh em ạ. Xong rồi, đối thủ chắc đi rồi. Có 5 rồng thì cũng đi thôi anh em ơi. 5 rồng có vào tung trưởng thì tôi cũng có 4 cá, tôi đỡ được rồi. Không có chuyện sốc chết được con già của tôi đâu. Úi rồi anh em thấy chưa? 3 máu thì chắc chắn nó đi rồi.
cũng bắt lạt phết đấy anh em ạ. Chơi Saman này bắt lạt thật, cũng chỉ đến round 31. Hy vọng là sau cái video này, với những cái chia sẻ của tôi, với những cái đội hình anh em có thể mang vào giải đánh nó ok nhá anh em nhá. Đấy, và tôi chúc các anh em là thi đấu giải may mắn trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em thử chọn clip bên trái, mời anh em đến với siêu phẩm phim Hollywood do Tuấn Cơm đạo diễn nha anh em nhá. Sẽ không làm anh em thất vọng đâu, anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi trở thành một cái món mồi ngon cho người khác muốn ăn tôi nó như thế nào nha anh em nhá. Muốn ăn tôi lắm ấy, muốn thịt tôi lắm anh em ạ. Anh em xem đi, hay lắm anh em. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!